Tỷ số hiện tại thì đang là 1-0 tạm nghiêng về bên phía của team NP. Cái đội hình của NP là đội hình khả năng đi ganh lẻ tốt với IO, với Nyx Assassin, với QNP. IO thì đơn giản là với những cái tình huống khoảng tầm giai đoạn mid game với một cái blink dagger dành cho MSS thì tất cả những tình huống relocate của Paladin đều sẽ trở nên hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên bên phía team EG họ hoàn toàn có thể counter lại cái điều này với cái silent của DP cũng như là những cái tình huống chọc stun của Earthshaker và Sand King. Kỹ năng disable diện rộng bên phía team EG là khá nhiều, chưa kể là cái supernova của con Phoenix nữa. Có vẻ như là rút kinh nghiệm trong mấy ngày thi đấu vừa qua thì ngày hôm nay EG họ quyết định chơi một cái trip lane trong ở dưới cái lane xếp của mình với ATG. Paladin dính một tình huống chọc stun dài, chơi rất điếm ở đây với một cái pha cướp rune của đối phương, cày quá nhở. Lọ thì đang chống đùa dã man. Lên mid thì Sumail cũng như là Fata đang farm hòa kèo với cả nhau. Đánh giá thì Sumail vẫn cứ làm trong những thanh niên mà chơi vị trí đi mid, đứng hàng top thế giới, thực sự là ổn định. Sumail có thể thọt ở thời điểm early game nhưng anh ta không bị chốc. Còn nếu một khi mà Sumail đã chốc thì tôi là người mà xem theo dõi Evil Genius khá nhiều, thì một khi mà Sumail anh ta đã thực sự chốc ấy thì gần như là EG họ không còn khả năng có thể giành được chiến thắng nữa. Sumail là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của Evil Genius. Kỹ năng cá nhân, kỹ năng có thể làm cho đối phương cảm thấy hết sức là bất ngờ. Con pack của Sumail trong cái giải Manila Master lần này thì có rất nhiều tình huống highlight. Con harass liên tục của mặt của Fata. Bên phía team NP thì họ khá ngại cái con DP này. Nếu như EG trồng stun tốt, sau đấy là một cái tình huống sử dụng silent của DP, thì những con hero như kiểu Ember Spirit hay QNP hoàn toàn có thể lên bảng được. Queen hay là Ember không phải là những con hero có lượng máu lớn. Tuy nhiên thì phía EG có lẽ là ngoài cái Echo Slam của con Earthshaker đến từ Universe thì gần như là EG cũng không có những cái skill khả năng burst dam thực sự là mạnh mẽ. Sẽ cần phải tham minh cũng như là đè stun tốt vào đây. Dài lại có một tình huống mà giữ rune, tuy nhiên là này không giữ được rune rồi, không dám di chuyển, bỏ cái sub card của mình để ăn rune. Những pha vừa rồi thì MSS anh ta là người lấy được rune bên phía team Evil Genius. Paladin trả thù thành công, tuy nhiên thì anh ta không được hưởng cái trái ngọt trong pha vừa rồi, thì bắt buộc là phải nhường cho Core Hero of Flame bên mình. Những ba core bên phía team NP đang farm cực kỳ ổn. Con LC ở dưới bot đang farm hơn so với cả ATG ở đây. Paladin có một cái rune invi, thề rằng con hero này đã có Arcana rồi mà tại sao nhìn rune invi vẫn Sida đấy nhỉ. Đây thì Sumail, Sumail Fata có dai di chuyển ra ngay lập tức là Fata anh ta blink về. Dây dưa với cả một con DP có kỹ năng hút máu, hồi máu lại còn được đánh ở gần trụ nhà nó thì không ổn tí nào cả, nên di chuyển lùi về thì là hơn. Còn FCS anh ta sẽ vào đây mà cắt quái, chồng đánh, đùa. Không ngại ngần bất kỳ một cái điều gì, biết rằng không còn Sand King ở đây nữa, mình sẽ không bị kẹt ở trụ, quyết định là vào dẫn quái ra ngoài. Tuy nhiên thì trong pha vừa rồi tình huống dẫn quái của MSS thì hơi trượt. Envy gần như là pha một cái lane free, có một tình huống thả swarm vào đầu của MSS ở đây. Đang là rất nhiều kỹ năng slow tốc vào, tuy nhiên thì có giải slow chọc stun vào người của MSS. Liệu rằng có một điều hay không, cắn stick làm tất cả mọi thứ để MSS có thể sống trên thủ con này, thì MSS không sống được. Crit thì sao, Crit không đứng vào cái tầm range của Paladin và Phượng thoát được trong pha vừa rồi. ATG cũng sẽ bình yên vô sự. Phoenix vẫn luôn là một con hero mà có kỹ năng đi lên nó rất là khủng khiếp. Radiant's top tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Giải lần này thì team NP là một trong những cái đội team mà có cái lối chơi hấp dẫn nhất. Đánh nó rất là sexy. Một khi mà họ đã có được lợi thế ở thời điểm khoảng tầm phút thứ 15 trở đi thì 15 phút sau đấy là họ chơi một cái lối chơi đánh đúng kiểu là Dota cái thời kỳ của Star Boba luôn, đi ganh khắp bản đồ.
rất thích chơi IO, AoE hai cành là một trong những cái nhân tố mà giúp cho cái lối chơi này của bên phía team NP trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Đương nhiên là không thể không kể đến cái sự xuất sắc của Fata cũng như là kỹ năng ổn định, phong độ cực kỳ tuyệt vời của Eternal Envy. Nếu mà nhìn lại lịch sử thì team NP này là một trong những cái team mà ngày xưa bốn thành viên của team NP ngoại trừ thanh niên MSS mà hiện tại đã xuất hiện trên màn hình của chúng ta, thì bốn thành viên này của NP là những thành cựu thành viên của team C9. Nên C9 thì họ có một cái từ từ đã, khi ở trên top thì Universe anh ta đang bị bớ vào, cố gắng làm mọi thứ nhưng Envy anh ta né stun hay, tuy nhiên dài và hỗ trợ cho Universe có thể di chuyển về. Fata cũng đã xuất hiện ở đây rồi, crit ok. Vâng, dưới bot thì sao? Paladai cũng đang gặp khó khăn và Paladai trong pha vừa rồi thì nằm lại với tình huống combo và của ATZ. ATZ bị duel nhưng tôi không nghĩ là ATZ có thể chết được, thậm chí là MSS có thể lên bảng đếm số đây. ATZ ta còn swarm hay không? Không còn swarm rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Vâng, lên mid Fata đang dính một cái sai lầm. Tuy nhiên thì để solo kill của người QNP có lẽ là điều quá khó. Thực sự là quá khó dành cho DP. Sẽ cần phải có thêm những cái tình huống disable đè vào sau những cú sai lầm của Sumail. Radiant's top tower. Chuyển sang network thì tôi nghĩ là bên phía team NP đang dẫn, chính xác thì như thế thôi. MSS cố gắng ăn trụ ở đây. Ăn trụ là thành công. Chưa quá đam dành cho Legion Commander. Quay trở lại với cái câu chuyện lúc nãy đang kể tâm sự với tất cả các bạn khán thính giả, thì C9 ngày xưa với bốn thành viên hiện tại của team NP được mệnh danh là vui về nhì. Những cái trận đấu ở chung kết nhánh dưới thì C9 thường xuyên là có những kết quả có lợi. Đây thì Fata di chuyển xuống để cố gắng ganh vào người của ATZ, nhưng mà đi ganh như thế này thật ạ. Là lơi quá không nhỉ? Rõ ràng là không có stun, không có một cái kỹ năng stun nào cả. Có lẽ là QNP trong pha vừa rồi anh ta chờ đợi vào một cái tình huống MSS có thể giữ chân ATZ bằng một cái duel. Vâng, Berlin thẳng lên vào người của Sumail. Kèo này tôi không nghĩ là Sumail có thể sống được. Dứt điểm Sumail rất nhanh với một tình huống thổi clear bạc hà. Đây thì sao? Dài tàng hình lại Universe cắn cho mình sâu ring, chặn đường Envy là tốt. Sẽ không có ai bên phía team EG phải nằm xuống nữa. Tỷ số tạm thời là 2-2. Cả Fata và Paladai thì đều đang khá là yếu máu. Đang khá là yếu mana, sorry. Lượng mana của hai thanh niên này đều đang tương đối là thấp. Di chuyển lùi về rồi. Queen thì anh ta sẽ lên một cái giày gỗ. Sau giày gỗ thì hướng đến Orchid. Bên phía team EG thì cả Kiến, cả Phượng, rồi ngay cả Ursaker hay là con Sen King đều là con hero mà cần đến cái gậy Orchid đến từ QNP. Vấn đề bên FPT thì lúc nãy thì mình quên chưa bật tiếng bên FPT, bây giờ thì mình đã bật rồi. Sorry tất cả những bạn nào hiện tại đang theo dõi ở trên kênh FPT Play. Mở ma ra khu vực lên mid. 4.300 network đến từ Eternal Envy. Ở đây thì Fata bị ATZ phát hiện ra. Bên phía EG họ muốn all in trong cái tình huống vào mid này. Trông ma của Sumail hẻo quá nhỉ. Ây da, Harad máu phải lùi về rồi. Trụ của NP sẽ giữ được, chắc chắn là như vậy. C9 ngày xưa họ đánh với AoE, với Paladai, với con với Eternal Envy và Fata thì những cái kèo của trận gọi là chung kết nhánh dưới thì thường xuyên C9 giành được những kết quả giành chiến thắng. Nhưng mà vào đến chung kết thì thường xuyên là họ thua. C9 thì sẽ vô địch được giải nào nhỉ? Tôi nhớ là có vô địch một giải. Một giải LAN cũng tựa kiểu như Star Ladder hay là Dream League, hay là tức là một giải với cái giá trị prize pool, tổng giá trị giải tiền giải thưởng thì nó cũng tương đương kiểu như là Manila Master. Đụng độ với cả Evil Genius thì ngày hôm nay NP họ có vẻ như là chơi an toàn hơn một chút so với những cái đối thủ khác. Universe ở đây đang núp lùm, chưa có Blink Dagger để thực hiện tình huống Echo Slam.
250.000 đô chứ không phải là 6 triệu đô. Crit TP ra rồi, chặt Fisher hay Echo Slam thẳng người Paladine nhưng không dứt điểm được IO. Đây là pha chói tốt đến từ Envy và NP di chuyển lùi về câu được ulti của Shaker. Tình huống tiếp theo, nếu như NP họ muốn tiến thêm vào cái trụ 1 ở khu vực trên top thì họ hoàn toàn sẽ làm được cái điều này. Khoảng trống được mở ra cho MSS và bây giờ thì Linh Chi đã hoàn thành xong cho mình, đấy là Blink Dagger. Thực sự là Isama đang có tình huống xử lý nó vô cùng mẫu mực. Carry mẫu mực của năm. Nhìn Isama thi đấu với những con Bristol Bách, tôi nhớ đến hình ảnh thiên nhiên ngày xưa. Có lẽ là ngoại trừ cái tình huống bật BKB trong cái kèo đánh với cả team OG thì con BB của Isama thực sự, hay là con Medusa thực sự chơi như phía luôn. Đây thì mở đớp ra dài chết rồi, sẽ là 3-2. Ở đây sẽ là 3-2, không bao giờ có thể chạy được trong tình huống này với range bắn cũng như là đá bi của Paladine. Phần dưới bot thì sao? ATZ không có sai lầm rồi. Ouch. Tình huống quá đau đớn dành cho ATZ. Fata anh ta chơi rất quyết đoán trong pha vừa rồi. Đấy là tình huống khá 50-50 đến từ Fata. Tuy nhiên cái lựa chọn của Fata trong pha vừa rồi là hoàn toàn hợp lý và xứng đáng. 644 tiền dành cho thành viên của team NP. Universe thì vẫn đang khá là nghèo. ATZ cũng vậy. Ok, Isama giải này chơi phải gọi là siêu mẫu mực luôn. Mỗi tội thỉnh thoảng lên BKB xong bật hơi fail. Ok, rồi vừa nhắc đến mẫu mực thì không có một cái pha né stun engine totem của Envy. Đẩy bóng về để tiếp tục lùa quét grip ở đây, không cho Universe lên hit level cũng như là điều lên. Kèo thi đấu đang nghiêng hơn về bên phía team NP. Nếu đánh như thế này thì EG cần phải thực hiện những cái tình huống mà tận dụng sai lầm ở vị trí của đối phương trong những cái pha bên phía team NP đi push hoặc là Androsan. Đây thì sai lầm vào người của Fata, sai cần chọc stun. Sai chọc stun rồi, lấy được mạng của Fata với thêm một cú bồi stun bằng Fisher của Universe. Tôi nghĩ rằng bên phía team EG họ có thể ăn được cái trụ 1 này ở mid. Lên mid bên phía team NP không có vision, họ không có ward, họ không có sentry, họ không có một cái gì cả. Nếu như đối phương sử dụng smoke thì Fata vẫn hoàn toàn có thể chết được. Nhưng bây giờ thì AoE hai cánh nhận ra ngay cái điều này, di chuyển vào và có một tình huống cắm ward ở khu vực lên mid. Đây là một cái ward để nhìn thấy những cái TP backup đến từ bên phía team Evil Genius cũng như là soi được gà. Và thực ra thời điểm phút thứ 14 này thì soi gà trong những tình huống như thế này nó không còn quá ý nghĩa nữa rồi. Quan trọng là TP backup và những cái pha đập smoke ở đằng sau. Ember xếp lên thì ngoài Isama thì có một người bạn của Isama cũng chơi, đấy là TG. Về giai đoạn late game thì NP cũng mạnh mà Evil Genius thì cũng mạnh. Tuy nhiên EG họ sẽ phải phụ thuộc vào những cái tình huống cooldown, ulti, AoE khỏe của mình, DP, Echo Slam, Epic Center, thậm chí là Supernova. Cái con kiến kia thì không phải là con hero khả năng burst down. Thực ra thì đến thời điểm tại kiến chưa thực sự xanh. Trong khi đấy thì Sumo anh ta đang không cầm cho mình một hero có khả năng gọi là lả lướt gánh kèo. Rồi late game chưa có Lincoln dành cho ATC. Và đây thì sao? Có đàm cho MSS. Thậm chí là relocate xuống của Paladine. Và một cái tình huống relocate khá là kín của EO. AoE hai cảnh đang sử dụng cho mình Vendetta. Có cắm Senchi đến từ NP ở khu vực lên mid. Nhìn thấy dai rồi. Hè. Như nào nhỉ? Rồi, đập stun đôi, sai lên đôi, Epic Center đến từ dai. Ganh như thế này thật. Và double kill cho Sand King. Không bao giờ nên đùa với Evil Genius. Đây là một pha mà NP họ chủ động cắm ward, muốn ăn vào mạng của Sand King, muốn bắt lẻ đối phương ở mid để có thể đẩy tiếp vào trụ, tuy nhiên thì không thành công. Một cái tình huống phối hợp quá tốt đến từ bộ đôi bọ cạp cũng như là kinh công. Và Shaker thì tôi vẫn thích gọi nó là con bò hơn. Game này là game mà Evil Genius có cái combo của loài bò thêm dã man luôn đấy. Sand King, Epic Center, Silent rồi DP mở ma ra. Không chạy ra được khỏi cái tầm AoE kiểm tỏa đấy thì NP gần như là nát hết cả đội hình.
Weaver thực sự là nếu mà để solo với cả còn có một cái tình huống sử dụng Runivi vào và mở Silent ra đây thì Aoi cảnh chúng ta đang bị slow vào, có một cái giáp gai lên Aoi cảnh sử dụng cho mình ulti, di chuyển về được, câu được ulti của Sumail. Sumail ngay lập tức anh ta TP xuống dưới bot để cố gắng làm điều gì đó với MSS, nhưng ở đằng sau đấy là vẫn còn IO chói hay đến từ Envy để cứu cho offlane của mình. Di chuyển về đây thì Universe đã có cho mình dagger, tôi nghĩ là chưa, mình sẽ còn phải một chút thời gian nữa thì Universe mới có cho mình một cái blink dagger trong cái tình huống ông Chris ông chết kìa. Đúng là gà luôn. Không còn lướt nữa, thế là định sử dụng kho để di chuyển về à? Nhưng mà kho thì nó quá chậm. Chắc là trong vào rồi thì Fata thực sự là hình dạng cũng cảm thấy ok. Tuy nhiên đi chậm đấy nhở. Căn căn blink mãi rồi blink lên xong rồi sử dụng Scream of Pain. Rồi, dagger dành cho Universe. Bên phía team EG tôi tin rằng họ sẽ có một tình huống smoke sắp sửa xảy ra. Nhưng cần phải smoke ở trụ 3. Nếu như smoke ở trụ 2 thì rất có thể NP họ sẽ phát hiện ra với một cái ward. Blink dagger dành cho Sand King của Zai. Zai farm mượt không kém gì Universe. Nhưng bên phía team EG thì họ vừa có một fast scan ở đây thì NP cắt tầm nhìn của đối phương trong khu vực rừng nhà mình. Như vậy là có vẻ như EG họ vẫn chưa smoke. Thế công Pim Mắc này là quay cam chính thức rồi. Bây giờ mới đập smoke. Nhưng đập smoke như thế này là bị phát hiện ra rồi. Tôi đã bảo mà. Dã man. Vâng, dưới boss thì ngay lập tức là lùi về của Envy. Đánh rất tỉnh. Thực sự là Aoi hai cành. Mặc dù trong cái game nào thì anh ta chưa. Rồi, break smoke của đối phương bằng Vendetta. Chơi là hay. Cắm quá ra. Tuy nhiên Aoi hai cành ta vẫn đang có cho mình form tàng hình. EG lố trong cái tình huống khai trương blink của Universe rồi. Cái ward ở khu vực lên mid đến từ Aoi hai cành thực sự là một cái ward nó khiến cho team EG đang rất khó giải quyết vấn đề thời điểm hiện tại. Họ đang muốn thực hiện combo của mình, dẫn dắt đối phương một con bát hoặc ít nhất là bắt lẻ những con hero để có thể dồn thêm vào trụ. Đội hình này đánh về lâu về dài tôi nghĩ là team NP họ có lợi thế hơn. NP lên high ground khó, thực sự lên high ground khó nhưng họ lại có khả năng đi bắt lẻ. Fata cái farm tiếp cho mình đấy là một cái orchid. Aoi hai cảnh bị sai phát hiện ra rồi. Quyết định là sử dụng Vendetta và di chuyển lùi về. Farm xong orchid dành cho Queen of Pain. À, thực sự thì đến thời điểm hiện tại thì team NP đang làm đội team mà tôi đánh giá là chơi hay nhất và đáng xem nhất tại Manila Master. Mặc dù là fan của Evil Genius nhưng mà nói thật là cái cách chơi của EG ở giải lần này tôi thấy không thuyết phục lắm. Từ cả chiến thuật ban pick lẫn những tình huống sử dụng teamwork đây thì Echo Slam vào. Tuy nhiên đây thì Echo Slam không quá nhiều làm thì em bị chết rồi. Ba người bên phía team EG di chuyển lùi vào, hai cái blink được khai trương trong cái pha bắt lẻ Envy vừa rồi. Không có cơ hội chạy dành cho Ember. Mạng đầu tiên mà Antonio Envy bỏ lại. 2-1-3, Karia vẫn là khá ổn. Ở đây thì sao? Chris anh ta bị sai lần. Nhưng mà Fata blink về. Ông game đấu bắt đầu diễn ra với cái thế trận cân bằng. Không còn Echo Slam, tuy nhiên thì EG vẫn có thể đánh combat được. Sand King vẫn còn mình đủ bộ, combo vẫn còn ulti, Phượng cũng vậy. Thì hiện tại thì Sumail vẫn đang là người farm đầu bảng đồ, Sumail đánh hay thật. Đã có Rot Atos cũng như là gây lốc. Ở đây có một cái pha đi bắt lẻ vào người của ATG và ATG lên bảng đếm số với tình huống sử dụng relocate cũng như là ulti của LC. Ngay lập tức EG muốn trả thù cho hard carry của mình. Universe blink dặm stun đôi, Paladine cần phải bị bớ vào. Paladine đang cố gắng sử dụng relocate thành công, Fata về. NP chưa mất ai cả, thậm chí là Crit có thể lên bảng đếm số đây nhưng MSS thì kẹt rồi. Chạy kiểu gì bây giờ nhỉ? Hè?
vẫn đang cố gắng mở cánh gián lên để giúp King. Giúp King hơi bị ấy luôn nào. MSS mà chạy được tình huống này thì sao? Dai cố gắng chọc stun EO của Paladine bị lốc lên đến từ Sumail. NP chưa chết ai cả. Trong khi đấy thì Crit đã lên bảng đếm số, sử dụng ulti đến từ Fata hơi lơi một chút, nhưng Fata được giải Silent. NP đánh quá hay cái tình huống này. Envy xuất hiện đây rồi. Sumail đang là đối tượng duel vào người của Sumail và Sumail lên bảng. 10 kill thuộc về bên phía team NP. ATG bị silent, bị trói vào, Fata không còn ulti. Nếu như Fata còn Sonic Wave, rất có thể ATG sẽ lên bảng đếm số hôm qua vừa rồi. Đây là tình huống combat đánh tuyệt vời bên phía team NP. 1977 XP dành cho họ. Damage deal ra là khoảng tầm 7.500. EG họ đánh hơi chần chừ trong tình huống sử dụng bộ combo skill của mình. Nếu như NP họ chơi với một lối chơi như thế này, đánh nhịp nhàng và tự tin như vậy, thì NP xứng đáng có được một cái suất trong trận chung kết của Manila Master. Thực sự là stack của Isama đang đánh trên kèo so với Evil Geniuses. ATG kinh ảnh của một carry đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Network. Tôi đã nhìn thấy ở đâu đó trong cái cuộc đối đầu của thần team newbie rồi với con Razor. Và bây giờ thì là Weaver. Cả hai con hero có phần ở cuối thì đều không có cho mình cái khả năng farm bù. Ở đây bên phía team NP vẫn đang muốn bắt lẻ Sumail. Bị trói vào nhưng Sumail tự lốc mình lên, né được trói của Envy rồi. Sumail cố gắng di chuyển lùi về MSS ở đây. Đất ở đâu? Sumail lên bảng đếm số với giáp phản cũng như là giáp lửa của Antonio Envy. MSS trong pha vừa rồi anh ta blink vào, không có đớt, mãi về sau mới có một cái Senchi và không kịp kéo áo vào người của Zai. Ganh lẻ hack carry của đối phương đánh cực kỳ chuẩn mực. NP chơi hay quá. Hiện tại thì họ đang là những người dẫn khoảng 8k network và thời điểm phút thứ 23. Đây là một khoảng cách khá lớn. Fata ra lên cho mình một món item hết sức chắc kèo, đấy là BKB. ATG thì rất muốn có cho mình một cái Lincoln Sphere. Lincoln Sphere sẽ giúp cho ATG né được những cái tình huống mà duel vào đây thì Crit. Ok, Crit phải tự ấp trứng nhưng Fata anh ta hết cho mình blink rồi. Fata lại có blink nhưng Fata bị stun. Fata vẫn kịp blink với tình huống giải chói, rất giải stun rất hay đến từ LC. Tuy nhiên trong pha vừa rồi bên phía team EG những cái Catherine skill họ quá xa. Fata nằm lại đây thì MSS đang bị lùa vào Universe. Chặt Fischl là tốt để ATG cố gắng bắn vào, nhưng MSS đã còn khá nhiều máu. MSS có chết hay không? MSS lên bảng đếm số rồi. Tuy nhiên trước khi lên bảng đếm số vẫn khiến cho đối phương phải cực kỳ vất vả trong việc bắt lẻ LC ở gần trụ. Sau cái tình huống mà bắt lẻ thành công, cả hai bên lock được Isama lên, timing silent không được. Sau cái tình huống mà cả Queen và cả LC chết thì hiện tại bây giờ cái tâm lý bên phía TB Evil Genius chắc chắn là họ đã phần nào đấy là giảm bớt đi những cái áp lực. Trước đấy thì những tình huống đánh combat hay là những cái pha bị bắt lẻ, bị NP họ đánh ép quá. Nói chung là nhìn vào cái bài học ngày hôm qua của team Felix thì đừng để cho NP có được cái aura khát máu 8, chắc chắn rồi. Không nên để cho bên phía team NP có cái aura khát máu 8, chứ không thì lại 10-0 với cả 14-0 như cái game 3 ngày hôm qua đánh với cả Felix. Gần như là đánh xong như thế thì cái tâm lý cũng như là cái kỹ năng phối hợp của team NP đánh như kiểu là ở một cái thế giới khác. Felix chỉ biết đứng im và chịu trận. Sau đấy thì thua game. Còn Aoi hai cánh tiếp tục đi scout. Nhìn thấy được Zai rồi. Liệu rằng có solo kill được hay không? Relocate thì may ra. Như vậy là không có gì xảy ra cả. Bên phía team NP họ không có vision các thành viên của Evil Genius và quyết định là không đánh liều pha vừa rồi. Cái pha vừa rồi mà có relocate xuống của Legion Commander thì có thể bắt được Sen King, thậm chí là có đám đua luôn. Rồi, ATG bây giờ thì đã có cho mình cái món item đầu tiên. Đấy là Lincoln Sphere sau 25 phút, như này là hơi chậm. EG họ rất muốn tổ chức một tình huống gì để đánh combat, nhưng thực sự là cái đội hình này của NP là đội hình quá cơ động. Với giày bay của Envy, Envy có thể đẩy lên dưới, có thể farm ở lên khác. Queen of Pain cũng có thể đi farm lẻ với Blink Dagger, với cái Blink Strike của mình. Khá là tự tin với những cái tình huống mà đi farm lẻ. Trong khi đấy thì EO cứ nối dây cùng với cả Legion Commander. Có ông Nick Assassin này thì không bao giờ EG biết được là AoE hai cảnh ở đâu. Cho nên là rất khó đánh combat, mặc dù đội hình của EG là đội hình, nếu như đánh combat 5 năm, đánh teamfight 5 năm là đội hình rất rất mạnh.
worthy tribute. Vâng, Envy đang mở giáp phản để farm quái ở đây. Một cái tình huống mà Envy có vẻ như là biết hàng. Scan cực kỳ chính xác, không biết là ông nào scan bên phía Evil Genius. Scan đúng ở vị trí của MSS cũng như là Paladine luôn. LC đã có được cho mình 48 dam rồi. Ngày hôm qua thì con LC này của MSS trong cái trận game 3 với cả team Felix thì tôi nhớ là 29 phút anh ta có 114 dam rồi mà. Isama bookmark cho mình quick buy đấy là một cái BKB. Sao thế nhở? Sao cứ đánh hay thế nhở? Đùa. Đã đẹp dài rồi còn đánh hay thì he. Trông cái lượng network sau 27 phút của ông Chris. 2007 sau 27 phút. Rất khó khăn cho Evil Genius để có thể tiếp cận thêm cái trận đấu này. Đồ đạc của cả ATG cũng như là Sumail thực sự là đang không bằng được so với cái lượng item mà Fata hay là Eternal Envy sở hữu. Ông Fata bây giờ vào trong combat gần như là anh ta không thể chết được nếu như bật BKB hợp lý. Vâng, Isama bây giờ thì favorite item của anh ta chính là mặt nạ trẻ trâu BKB. Kim Cang hộ thân. Đánh ghê nhỉ. Queen of Pain của Fata không lấy cho mình 12% cooldown reduction mà quyết định lựa chọn là 90 GPM. Talent đầu tiên thì lấy 10 strength, có thể vào trong combat và thoát trong combat dễ hơn. Bên phía đối phương rất nhiều kỹ năng disable cũng như là silence. Lộ smoke ra biết rằng có điều gì đó ở đây. Tuy nhiên thì NP họ không có dust. Ở trong pha vừa rồi thì để bắt được vào người của ATG rất là khó. ATG đã có mình Lin Ken. Cần phải búp gậy silence, giải Lin Ken, phá Lin Ken, sau đấy thì sử dụng tình huống duel. May ra có thể bắt được ATG trong tình huống đó. MSS thì anh ta lấy tốc chạy chứ không thèm lấy 30 dam luôn. Đánh chủ yếu là setup. Sẽ chói, ui. Thôi, bạn nhau mà đấy. Cực kỳ hảo hữu luôn. Biết rằng cả hai bên không bắt được nhau rồi hả? Chào hỏi mấy câu thôi, sau đấy thì thôi, làm tiếp công việc của mình. Sumail cũng sẽ lên tiếp cho mình cái Lincoln Sphere. Ok, Sumail đây bị dính stun rồi. Fata, sai lầm mọi người của Sumail có BKB, thổi đi. Lock lên, nhưng lock lên là fail rồi. Chris ở đây cũng bị phát hiện ra, đang là BKB đến từ Envy cũng như là Fata đánh bó cần thế. Bắt chắc chắn là chết con chim này rồi. Không dồn đam ngay, Fata anh ta chỉ đứng để scout đối phương. Anh ta không sử dụng cho mình Scream of Pain. Đấy là một cái tình huống mà anh ta muốn có được đam cho MSS. Đùa chơi như thế này đánh cực kỳ tiết kiệm skill luôn. Đánh này dã man quá nhở. Universe với một cái Blink Dagger. Tuy nhiên thì cái hoàn cảnh bên phía team NP vẫn là lên high ground. Đây là một đội team mà họ chơi ganh rất hay rồi. Universe bị bắt lẻ ở đây, tôi nghĩ Universe chết. Nhưng chọc stun đôi Universe chưa chắc đã chết. Universe chết rồi, bye bye Universe. Vẫn có một tình huống chặt Fisher rất nhiều người. Nhưng ở đây thì dai lên bảng điểm số bị búp ơn. Bị đá bi không bao giờ sống được. Và Killing Spree dành cho Envy. Nick Assassin của AoE hai cảnh ta sẽ lên. Đấy là một cái món item hiếm khi xuất hiện trên người của Bọ Hùng. Một cái pie. Lượng đam bên phía team Evil Genius chủ yếu đến từ cái lượng đam magic, lượng đam phép mà thôi. Cái khả năng deal đam hiện tại của ATG chưa thực sự là cao. Anh ta chưa cầm cho mình bất kỳ một món item công nào cả. Chưa có đề xô, hiện tại thì đang rất muốn lên một cái MKB. Tuy nhiên thì có lẽ là vẫn còn đắn đo. Anh ta muốn lên MKB để counter lại cái huy chương mặt trời trong người của Ember. Ember Spirit thì sẽ là Mioni.
Tôi cũng chưa biết là tí nữa EG họ sẽ contest trong tình huống combat như thế nào ở ngoài high ground, khi mà bên phía team NP sắp sửa có cả 3 cái BKB dành cho 3 core hero. Chưa kể đấy là một cái tình chưa kể là một cái pipe sắp được lên trên người của AOE hai cạnh. Vâng, EG rất muốn ăn Roshan. NP không vào contest ở trong khu vực Roshan pit. Mở ma lên của Sumail để ăn Roshan. Ăn Roshan rồi đấy lùi về farm tiếp, tiếp tục là dep high ground. Giữ tường, giữ thành, chắc chắn là như thế. Không có ma của Sumail thì không bao giờ có chuyện di chuyển, cố gắng đi ganh và người các thành viên team NP. Thế là NP đánh như thế này, dẫn 11.000 network, dẫn rất nhiều về mạng. Thế trận của họ cũng đang chơi với một cái thế trận chủ động hơn. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng họ cần phải có những cái tình huống lên high ground để tận dụng tối đa lợi thế hiện tại. Bây giờ thì để cho đối phương có được khiên Aegis rồi, lên high ground hơi khó. NP cần có một cái khiên Aegis để tự tin lên high ground. Đây không phải con BB của NV để có thể tanh trên khu vực high ground của đối phương. NV ngày hôm nay thì chúng ta cầm đấy là Ember Spirit, vâng, cộng 50 dam cho Universe. Thực đánh chắc chắn là combo của loài bò giống hết tôi luôn. Dire's top tower is under attack. Universe lên gậy lốc. Bọn này tầm rất hay. Càng nhiều skill giữ chân thì bên phía team NP họ càng cảm thấy ái ngại. Đây thì dài thì mất lẻ, dài chết rồi. Sẽ phải để tình huống support chết như thế này. Space created ra. EG không được. Có một cái Road Atos thẳng vào người của AOE. Giáp gai không mở lên. Bây giờ mới mở gặp giáp gai lên nhưng bị lock. Lock đến từ Universe. Mọi người rất tuyệt vời. 1 đổi 1. Hiện tại thì NP vẫn chưa gọt được hết trụ ngoài bên phía team EG. Họ chưa có bất kỳ tình huống nào contest ở trên khu vực high ground cả. Về cơ bản thì nếu xét về giai đoạn late game bên phía team NP có Ember Spirit, Queen of Pain, thậm chí là cả LC, phần nào đấy là những con carry mạnh hơn so với DP hay là Weaver hay là con Ashaker trong đội hình của Evil Genius. Nhưng Evil Genius là đội team có khả năng dep high ground rất khỏe, kể cả là dep mega lên cũng rất khỏe. Ashaker là con hero khả năng dep mega lên cực kỳ khỏe, chưa kể Sand King với Caustic Finale. Trong trường hợp bất đắc dĩ thì EG hoàn toàn có thể nhường lên cho đối phương, nhường đối phương một lên. Cái bài học mà team của team vì team Secret dành cho NP có lẽ là họ nên tận dụng triệt để ở trong cái game đấu này. Đánh rất là căng, đánh rất là bay, tuy nhiên để lên high ground họ lại gãy, bắt đầu vấp. Thế thì hiện tại thì NP họ bắt đầu chơi ung dung thôi, cứ chơi ung dung như này thôi. Đối phương là có khiên Aegis cũng không cần phải rồi ăn gà của đối phương là hai AOE hai cánh. Chặt stun, stun trượt và crit trong pha vừa rồi. Tuy nhiên đấy là tình huống lướt dính giáp gai của AOE. Ô hụt này hay quá. Killing spree dành cho MSS ở đây thì sao? ATG cố gắng đuổi theo dài, chọc stun đôi. Nào, TP ra đến từ Sumail. Zai đang bị NV bớ vào và Zai sẽ chết đấy. Paladine lên bảng đếm số rồi. Đang là 4 đánh 3. Được MSS hết cho mình for BKB. Nhưng chọc stun là tốt của AOE 2 cảnh. Dưới bot thì Fata và NV họ đi rát. Đánh như thế này mới đúng này. Dã cả màn luôn bên phía EG. Có vẻ như là không có TP. Được DP, anh ta đã TP lên giếng rồi. ATG bắt cho mình khiên Aegis trong cái tình huống mà bị úp silent. Sẽ là một cái Millirex dành cho bên phía của NP. Đánh hay quá. Fata cần phải blink đi. Fata blink đi và sử dụng cho mình. Đấy là TP rất nhiều giây BKB. 8 giây tình huống rồi là tình huống 9 giây BKB của Queen of Pain. Tính toán ăn đủ một cái Millirex, sau đấy thì blink đi và TP. Không bị dính với cái Fisher đến từ Universe. Mặc dù Universe anh ta đã phán đoán cái pha blink của Fata là cực kỳ chính xác. 16.000 network chênh lệch dành cho NP ở đây thì Sumail anh ta đang bị stun, bị phá Lincoln và AOE hai cảnh ta sẽ đi về được. Còn dính cho mình đấy là một cái Road Atos, không còn Vendetta. Vui quá, tình huống này đúng là kiểu vui quá luôn. Còn MSS lại bắt người ở đâu đó. Nhưng ở đây là một pha mà đang bết hàng. Envy xuất hiện, Sumail không còn lock nữa rồi.
bye bye Super Universe chọc Fisher trượt và Universe cũng sẽ nằm lại ở đây. Universe không có bài bách 50 giây của bò, 30 giây của phượng. Cho dù Sumail có bài bách ra thì tôi cũng không nghĩ là bên phía Team EG họ có thể đép được trụ ngoài, thậm chí là một trụ ba nữa dành cho NP. ATG thì cố gắng cắt quái khu vực lên mid. Còn AoE hai cành thực sự là support chơi tôi nghĩ là hay nhất của giải lần này. Đánh quái bắt Sumail phải sử dụng tất cả những cái gì mà Sumail có. Ơ kìa, dài sẽ là một lane free, có thêm lượng đam dành cho cả LC nữa. Đúng là khi mà NP họ đã có được cái sự gọi là thoải mái về mặt tâm lý thì họ sẽ chơi về cái lối chơi kiểu như thế này. Rất đơn giản, 112 đam dành cho Legion Commander, tiếp tục hướng đến sẽ là creep ở khu vực lane mid cũng như là đẩy trụ hoa. Cơ hội dành cho Evil Genius ngày càng hẹp. Thời điểm hiện tại thì ATG check thử xem ATG đã có cho mình đấy là một cái gậy MKB. Tuy nhiên thì lượng đam của ATG vào trong combat thì người ta vẫn còn quá thiếu, người ta vẫn còn cần cho mình đấy là một cái BKB. Còn cần thậm chí là một cái Ice Cardi để tăng thêm lượng stat. Queen of Pain lên búa set 2. Ember Spirit thì lên giáp bằng thua. Giáp bằng và Octarine Core dẫn 21.500 net worth dành cho NP. Game đấu quá khó. Giải quyết cái bài toán là khó lên high ground khi phải tiếp cận team fight đối phương. NP họ chơi rất đơn giản, đội hình mình khỏe, đi rát. Rát quá thành công với EO, với Ember Spirit giày bay và Queen of Pain Blink. Đánh quá kinh khủng. Đây là một cái rune double dam dành cho Fata. Fata anh ta bị phát hiện ra rồi. Echo Slam một người nhưng Fata có BKB vào hộ tôi cái nào. Vâng, dài lên bảng đếm số đây thì Universe bị giữ chân lại. Universe cũng sẽ chết. Sumail cố gắng mở mà ra nhưng làm gì đây, trứng của Crit cũng sẽ nổ lên tình huống này. Sumail cũng sẽ nằm lại ở đây. Tôi nghĩ sẽ làm tình huống combat và 4 thành viên bên phía team Evil Genius nằm lại. Vâng, good game qua play được gọi đến từ ATG. Biết rằng thua rồi, Envy bây giờ mới đến chứ để hưởng thêm cho mình đến cái lượng acid thôi. Rồi GG, game 1 38 phút 52 giây. Phải xỉu căng quá.